Thủy Tiên cung cấp chứng từ cho cơ quan công an nhắc tới 14 tỷ cứu trợ người dân Quảng Ngãi. Phía Thủy Tiên xác nhận đã cung cấp đầy đủ các chứng từ cho cơ quan chức năng để điều tra về số tiền kêu gọi quyên góp cứu trợ miền Trung năm 2020. Tối 7 tháng 10, phía Thủy Tiên đăng thông báo tỉnh Quảng Ngãi đã xác minh nhận 14 tỷ đồng tiền hỗ trợ lũ lụt từ nữ ca sĩ. Theo đó, con số này khớp với công bố trước đó của giọng ca quê Kiên Giang. Đồng thời, phía Thủy Tiên xác nhận đã cung cấp đầy đủ chứng từ cho cơ quan điều tra. Xin cảm ơn chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đã lên tiếng xác minh và khẳng định kịp thời đúng lúc, đồng thời đã cung cấp đầy đủ các giấy tờ, chứng từ cần thiết trong quá trình phối hợp làm việc với Cục Cảnh sát Hình sự. Như vậy, số tiền thực tế Thủy Tiên hỗ trợ tại Quảng Ngãi là 14 tỷ đồng, hoàn toàn chính xác với con số đã công bố trước đó, phía Thủy Tiên thông báo. Nhiều tháng qua, mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin trái chiều liên quan đến số tiền từ thiện 177 tỷ đồng mà vợ chồng Thủy Tiên Công Vinh đứng ra kêu gọi giúp đỡ người dân miền Trung vào năm 2020. Đa số khán giả đều yêu cầu cặp đôi công khai rõ, sao kê các khoản thu chi để các mạnh thường quân tiện theo dõi. Trước sự việc này, Cục Cảnh sát Hình sự đã phối hợp Ủy ban Nhân dân. Và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi để xác minh làm rõ số tiền cứu trợ tại các địa phương. Ngày 17 tháng 9, Thủy Tiên và Công Vinh đã phát trực tiếp trên Facebook cá nhân, công khai 18.000 trang sao kê số tiền hơn 177 tỷ đồng, quyên góp cứu trợ miền Trung năm 2020, như đúng lời hứa trước đó. Tối cùng ngày, vợ chồng cầu thủ quê Nghệ An đã công bố file sao kê hai số tài khoản của Thủy Tiên lên mạng xã hội, trong đó một là tài khoản của nữ ca sĩ dùng để chi tiêu cá nhân và một tài khoản dùng để kêu gọi quyên góp, tiền ủng hộ, từ thiện, Thủy Tiên nhấn mạnh. Tổng báo có nghĩa là số tiền quyên góp nhận được là 177 tỷ 520 triệu 495 nghìn 816 đồng. Không hề có con số 300 tỷ hay 700 tỷ như đồn đoán. Sau khi giải trình minh bạch, phía Thủy Tiên tuyên bố chúng tôi sẽ chính thức khởi kiện một số cá nhân cố tình tung những tin đồn sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống công việc, bất kể đó là ai, doanh nhân, sale hay những người có địa vị trong xã hội. Tiên và Vinh tin rằng không có bất cứ một cá nhân và tổ chức nào có thể đứng trên pháp luật. Cả hai vợ chồng chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự công tâm, nghiêm khắc và luôn giữ tinh thần thượng tôn pháp luật. Dẫu vậy, trên mạng xã hội, nhiều người vẫn đặt câu hỏi thắc mắc về quá trình giải ngân số tiền hơn 177 tỷ đồng của vợ chồng Thủy Tiên Công Vinh. Chương trình bản tin tối 18 tháng 9 trên kênh VTC14 cũng lên sóng bàn luận về vấn đề này. MC Xuân Tú đọc lời dẫn. Câu chuyện vợ chồng Thủy Tiên và Công Vinh livestream công khai 18.000 trang sao kê từ tài khoản của kêu gọi đóng góp ủng hộ miền Trung năm 2020 vẫn tiếp tục gây xôn xao. Thay vì chứng minh cho sự minh bạch của mình thì có nhiều câu hỏi còn bò ngỏ sau những tờ giấy biên nhận, cũng như quá trình giải ngân số tiền hơn 177 tỷ đồng bởi chỉ sao kê chưa đủ để giải trình sự minh bạch. Mới đây, mạng xã hội cũng xuất hiện thông tin luật sư Phan Vũ Tuấn đã dừng làm việc với cặp đôi Công Vinh Thủy Tiên. Trước đó, luật sư Phan Vũ Tuấn xuất hiện với tư cách luật sư đại diện cho cặp đôi này, đồng thời trả lời các vấn đề pháp lý có liên quan đến lùm xùm gần đây của thân chủ. Trước tin đồn, luật sư Phan Vũ Tuấn cho biết, tôi không biết thông tin này xuất phát từ đâu, nhưng hiện tại tôi vẫn phải giữ bí mật vì mọi thông tin liên quan đến thân chủ. Chúng tôi chưa từng đưa ra thông tin đó.